Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Cô gái cướp giật dùng dao nhọn đâm công an. Thấy đôi nam nữ cướp tài sản của người dân ở Bình Dương, các chiến sĩ công an truy bắt, bị áp sát, cô gái 23 tuổi dùng dao nhọn đâm vào mạn sườn một trung úy. Ngày 9 tháng 8, công an phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương đang tạm giữ Trần Thị Kim Yến, 23 tuổi và Cao Hồng Phúc, 21 tuổi đều ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo thông tin ban đầu, vào 18 giờ ngày 8 tháng 8, Trung úy Trần Văn Thông thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thị trấn Thuận An cùng công an phường Thuận Giao đi tuần tra địa bàn. Khi đến khu dân cư Thuận Giao thì phát hiện Phúc điều khiển xe máy chở Yến áp sát một người dân giật dây chuyền vàng. Tổ công tác truy đuổi gần 10 km thì áp sát được cặp đôi. Khi Trung úy Thông tiếp cận thì cô gái dùng dao nhọn tấn công gây ra vết thương nhẹ ở mạn sườn. Lúc này đôi nam nữ phóng xe bỏ chạy được 3 km thì bị công an khống chế. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Yến và Phúc khai nhận gây ra nhiều vụ cướp giật trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Công an xác định cặp đôi từng có tiền án về tội cướp giật tài sản. Một kiểm lâm bị chém tử vong trong rừng. Nhóm kiểm lâm ở Lâm Đồng trong lúc làm nhiệm vụ thì bị nhiều người bao vây đánh dẫn đến một người tử vong, hai người bị thương nặng. Sáng ngày 9 tháng 8, công an tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đang truy tìm nhóm lâm tặc chém chết một kiểm lâm khi làm nhiệm vụ. Trước đó, chiều ngày 8 tháng 8, 3 cán bộ thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Ban đang tuần tra tại tiểu khu 244 Lâm Phần nằm trên địa bàn xã Phi Tô, huyện Lâm Hà thì bị lâm tặc tấn công. Vụ việc khiến một cán bộ quản lý rừng thiệt mạng, hai người nhập viện cấp cứu. Ông Lê Hồng Nhân, trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Ban, xác nhận vụ việc khiến anh Nguyễn Ái Tính, 49 tuổi, tử vong tại chỗ. Anh Tân Khoa, 21 tuổi, bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra, anh Triệu Tròi Hiệp, phó ban lâm nghiệp xã Phi Tô, huyện Lâm Hà cũng bị chém chấn thương vùng mặt. Theo một cán bộ kiểm lâm, chiều cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo có nhóm người đang phá rừng yêu cầu tăng cường lực lượng lên Phi Tô. Khi chúng tôi đến hiện trường mời người dân về trụ sở Ủy ban Nhân dân xã làm việc thì hàng chục người vây đánh, chúng tôi chia nhau thành nhiều hướng chạy thoát. Anh Tính và anh Khoa bị một nhóm tấn công rất dã man, người này cho biết. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.